Thưa quý vị, mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh được nhận định là diễn ra khá gay gắt, tình hình hạn mặn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ ảnh hưởng sản xuất cho vùng ngọt khá lớn. Nhằm chủ động ứng phó với các tác động của hạn hán xâm nhập mặn, Bạc Liêu đã chủ động đưa ra 3 kịch bản phòng chống hạn hán xâm nhập mặn với 3 cấp độ khác nhau, tạo sự thống nhất cao trong công tác điều hành chỉ đạo sản xuất trên địa bàn Bạc Liêu và các tỉnh giáp ranh, đồng thời chuẩn bị kế hoạch ứng phó phòng chống hạn hán xâm nhập mặn trong mùa khô 2023-2024 và triển khai từ đầu tháng 12 năm ngoái tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Trước đó, tỉnh cũng đã duy tu sửa chữa các cống, trạm bơm, nạo vét kênh mương đảm bảo vận hành tốt hệ thống thủy lợi phục vụ nước sản xuất. Bên cạnh đó là cơ cấu lại lịch mùa vụ hợp lý, đóng các cống ngăn mặn khi mùa mưa vừa kết thúc nhằm đảm bảo ngăn mặn trữ ngọt hiệu quả. Cùng đó là thực hiện tốt công tác thủy nông nội đồng và tích cực xây dựng hệ thống ô đê bao khép kín. Đồng thời chuẩn bị phương án đắp đập tạm để tổ chức bơm truyền nếu thiếu nước vào các tháng cao điểm mùa khô cho vụ đông xuân. Để đảm bảo vừa phục vụ nước cho cái nuôi trồng thủy sản nhưng cũng đảm bảo là cái vụ lúa đông xuân trên địa bàn của tỉnh. Thì trong công tác điều tiết nước thì tôi chỉ đạo là chi cục thủy lợi, trung tâm quản lý khai thác có sự phối hợp với công ty khai thác thủy lợi miền Nam để điều nước tiết một cách linh hoạt cái nguồn nước, vận hành cái cống Âu Thuyền Minh Quới và rút toàn bộ cái nước mặn về để nhằm là rút cái đưa cái nước ngọt của cái phía quảng lộ Phụng Hiệp trữ vào ở trong ruộng lúa của cái vùng ngọt. Thì đến thời điểm hiện nay thì mực cao trình mực nước ở trong đồng là trở về mực nước dương 0,05 đến là 0,0, thì cho thấy đến thời điểm hiện nay là nước về cơ bản là phục vụ được sản xuất cái vụ đông xuân hiện nay. Công tác phòng chống hạn mặn tại từng địa phương trong tỉnh cũng được thực hiện chặt chẽ, lịch thời vụ được điều chỉnh sớm 15 ngày so với các năm trước. Bên cạnh đó, các địa phương còn tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân nắm rõ diễn biến thời tiết trong mùa khô, từ đó chủ động phòng tránh các tác hại đến sản xuất và đời sống, ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Tổ chức kiểm tra chất lượng nguồn nước, thông báo kịp thời cho nông dân biết nguy cơ xâm nhập mặn, hướng dẫn nông dân kiểm tra độ mặn trước khi đưa nước vào đồng ruộng. Huyện Phước Long cũng đã xây dựng được các cái kịch bản để mà cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế. Thì trong các cái kịch bản này thì chúng tôi cũng lường trước những cái khó khăn ở trong năm 2024. Thì sau khi mà xây dựng kịch bản thì bên đó nó có kèm theo cái giải pháp. Khi mà chúng tôi vừa triển khai kế hoạch năm 2024 đó, thì chúng tôi cũng đã đề nghị các xã thị trấn là xây dựng cái kế hoạch là chuẩn bị ra quân làm công tác thủy nông nội đồng, đảm bảo cái điều kiện các cái kinh mương để mà phục vụ nước cho bà con trong cái mùa khô. Huyện Phước Long đó là hiện nay là rất là quan tâm tới cái việc mà đầu tư vào các cái trạm bơm điện, những cái vùng mà dễ nó bị là ngập úng đó, rồi là những cái vùng xâm nhập mặn thì chúng tôi làm các ô đê bao khép kín gắn với cái trạm bơm điện. Ở Phước Long là có 32 cái trạm bơm điện rồi. Chúng tôi cũng tranh thủ với tỉnh là đầu tư cho huyện được 10 cái trạm bơm điện hiện nay đang thi công. Và chúng tôi cũng dùng cái nguồn vốn mà đất trồng lúa hàng năm, hỗ trợ đất trồng lúa, bảo vệ đất trồng lúa. Thì chúng tôi cũng tiếp tục xây dựng và sửa chữa thêm các cái trạm bơm điện. Năm nay là cũng dự đoán là cái El Nino khắc nghiệt. Thì là với cái El Nino vậy thì ban điều tiết nước tỉnh là cũng rất là quan tâm, là điều tiết rất là hài hòa giữa hai cái vùng của thị xã Giá Rai. Thì đến thời điểm này cái nguồn nước mà để cho phục vụ cho cái chiên lúa thì tương đối là ổn định. Đến thời điểm này theo tôi đánh giá là nước này đủ cho cái vụ đông xuân 2024 này. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cho mở toàn hệ thống cống từ Giá Rai đến Láng Trâm để rút mặn ra biển Đông sau đợt triều cường giữa tháng 3, nhằm tạo điều kiện mở lại cống Âu Thuyền Ninh Quế và 6 cống phân ranh khu vực ngã tư Ninh Quế để bổ sung thêm nước ngọt từ trục quảng lộ Phụng Hiệp về tiểu vùng giữ ngọt của tỉnh. Việc bổ sung này sẽ đảm bảo nước ngọt sản xuất đến cuối tháng 4 năm nay. Bên cạnh việc bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, ngành nông nghiệp còn phối hợp với các địa phương đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt, không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nhờ sự chủ động cũng như những kinh nghiệm ứng phó hạn mặn trong nhiều năm qua của ngành chức năng tỉnh và các địa phương, tình trạng xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay trên địa bàn tỉnh ít có khả năng xảy ra.